hóa cứng cái lồng bè này làm cái to đi anh em. Đây, nếu anh em không hóa cứng vào thì nó sẽ bị sệ như này này. Đấy, cực kỳ xấu nha anh em nhá. Và thứ hai là đi như thế này thì sau một thời gian sau nó sệ xuống mà nó sẽ co ngót lại cái lồng bè như thế này. Đấy, nhìn nó mất thẩm mỹ. Mà nếu anh em tháo bỏ vứt cái lồng bè này đi thì nó mang lại cái hậu quả gì ạ? Tiếng ồn mà nó dội đây thì em nói với các bác không khác gì như cái công nông đi ngoài đường. Đấy, mà đi và bỏ ra thì nhìn cực kỳ xấu. Mà nếu như mà cứ đi cái này thì nó sẽ sệ xuống. Các bác cứ rửa xe nó sẽ xuống. Để khắc phục cái tình trạng đấy thì anh em muốn khắc phục cái tình trạng mà bị sệ lồng bè như này, đến ngay Akala Thái Nguyên anh em nha. Bên em thi công rất là nhiều. Đây anh em thấy đây là một cái chiếc lồng bè mà bên em đã thi công và làm xong cho anh em. Đấy. Đây. Đây là chiếc Hyundai Tucson, bên em có xử lý và thi công lại hoàn toàn. Thì cái form dáng nguyên bản của nó đã bị mất rồi và sau khi thi công xong anh em có thể thấy là rất là cứng cáp. Đấy, nhựa thì gõ vào đúng không, nó kêu đúng không ạ? Nhưng mà nỉ thì gõ vào không mà kêu anh em nhá. Đấy, giữ nguyên thế năng chống ổn của cái xe. Form dáng đẹp mà các bác biết vào cái này có bảo hành bao nhiêu lâu ạ? Bảo hành cho các bác 5 năm không bị sập sệ, mất form nha. Còn anh em biết ở đâu ạ? Gara to nhất tại Thái Nguyên, Akala Thái Nguyên anh em nhá.